tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, theo chuyên gia, đã đến lúc nới lỏng việc đeo khẩu trang cho học sinh ở trường lớp. Bởi việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường là không cần thiết trong tình hình dịch hiện nay và hầu hết học sinh đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Nếu đeo liên tục mà không đúng cách, nguy cơ gây ra các bệnh hô hấp ảnh hưởng tới sức khỏe của các em. Tại hội nghị trực tuyến, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, Trước băn khoăn của đại diện nhiều sở giáo dục và đào tạo về việc thực hiện đeo khẩu trang, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các địa phương và trường học không sử dụng các công cụ bảo vệ trắng giọt bắn trong lớp học, không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, tiếp tục duy trì đeo khẩu trang ở môi trường ngoài, không áp dụng giãn cách trong lớp học, hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người. Liên quan đến vấn đề này, tiến sĩ Bùi Lê Minh, trưởng ngành công nghệ sinh học, Viện kỹ thuật công nghệ cao đại học Nguyễn Tất Thành cho rằng, việc nhiều trường bắt buộc học sinh đeo khẩu trang toàn thời gian khi ở trường là quy định chưa hợp lý, bởi vẫn còn một số dữ liệu không thống nhất về vai trò của khẩu trang trong việc ngăn ngừa lây lan SARS-CoV-2, đặc biệt là với Omicron hiện nay hiệu quả của khẩu trang còn phải đi kèm với điều kiện quan trọng là khẩu trang phải được đeo đúng cách trong suốt thời gian khảo sát trong thực tế rất khó để có thể duy trì việc đeo khẩu trang chuẩn trong suốt thời gian dài như vậy đặc biệt là với học sinh các lớp tiểu học bên cạnh đó việc đeo khẩu trang trong quá trình học cũng khiến học sinh cảm thấy không thoải mái hoặc thậm chí ở mặt trong khẩu trang khi khẩu trang bị lệch dễ tăng nguy cơ trẻ bị tiếp xúc với các yếu tố gây bệnh ngoài ra việc này còn ảnh hưởng đến việc hình thành các kỹ năng giao tiếp của các lớp đầu cấp hai WHO cũng không thường xuyên nhấn mạnh vai trò của khẩu trang với nhóm trẻ từ 6 đến 11 tuổi do có thể ảnh hưởng tới quá trình học và phát triển tâm lý của trẻ. Đồng thời, WHO còn khuyến cáo học sinh không nên sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao do khẩu trang có thể giới hạn khả năng hô hấp của các em với những lý do trên thì việc đeo khẩu trang khi ở trường của học sinh cũng nên được điều chỉnh linh hoạt hơn cần nới lỏng dần tương ứng với những thay đổi trong phương án phòng dịch chung trong cộng đồng để vừa đảm bảo nguy cơ thấp ở trường học nhưng vẫn tạo môi trường tốt cho trẻ em được học tập và phát triển lành mạnh